siêu xe triệu đô của Aston Martin. Cả thế giới chỉ có đúng 25 chiếc Aston Martin Valkyrie, một siêu phẩm. Nó, nếu như bạn nhìn ở bên ngoài, chắc chắn không thể hình dung đây là một chiếc xe thông thường được. Đây là một mẫu xe đua. Mẫu xe này đã ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show vào năm 2018. Và ngay bây giờ, tại triển lãm Motor Show, siêu xe Aston Martin Valkyrie AMR Pro đã đặt chân chính thức tới Đông Nam Á. Wow! Và mẫu xe này dựa trên nền tảng siêu xe Valkyrie hiện tại. Nó được phát triển bởi Aston Martin Racing. Và đây là phiên bản hiệu năng cực cao nhất. Và để phát triển ra một siêu phẩm, một siêu xe tốc độ như thế này thì Aston Martin đã phải bỏ qua rất nhiều yếu tố để phát triển về khí động học. Tất cả đây là cuộc chơi khí động học, thậm chí phải bỏ qua những cái yếu tố về an toàn luôn thưa các bạn. Đây, nếu như bạn nhìn này, nó ui giời, nó như cái phi thuyền như này. Đấy, các bạn có thể thấy không? Đấy. Các cái vòm bánh, các cái hốc rất lớn. Rồi, thực ra nếu mà nhìn như thế này thì tôi sẽ nghĩ đến những chiếc tàu cánh ngầm, chiếc tàu cao tốc. Tất cả là đường nét khí động học. Và một điều đặc biệt là cả chiếc xe nhìn trông nó to như thế này nhưng toàn là carbon. Và nó chỉ nặng có bao nhiêu ạ? 1.000 kg thôi. Và 1.000 kg mà thôi. Hôm trước thì mình gặp chiếc Lamborghini Aventador SVG là 1.500. Thì nó cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Mà cả một mẫu xe như thế này nó chỉ có 1.000 kg. Và những cái cửa kính như thế này sẽ không phải là kính đơn thuần mà đó là từ nhựa polycarbonate. Đó. Tất cả là vật liệu siêu nhẹ và cuộc chơi khí động học. Để xem cái khoang lái nó có gì nhá. Rồi. Ối giời, mô hình ạ. Mô hình có thấy có màn hình nó khoảng 7 inch này. Vô lăng đúng chuẩn xe đua này, xe này chỉ để đua thì cũng chả chạy được ngoài đường. Đây, các bạn nhìn tất cả các chi tiết khí động học của nó này. Vòm bánh siêu dị luôn. Đây. Nó cách mặt đất mình nghĩ chỉ khoảng hơn 2 cm ấy. Và động cơ đạp khí tự nhiên V12 6.5 lít được phát triển và trợ lực bởi các motor điện này. Đó, tổng công suất, nói chung tổng công suất xe này được khoảng 1.000 mã lực. Và mẫu xe này đã đạt được một cái tỷ, vượt qua cả tỷ lệ vàng trong cái tỷ lệ công suất và khối lượng là 1:1 là tỷ lệ vàng, thì mẫu xe này còn vượt qua luôn, thì ta gọi là tỷ lệ kim cương gì đấy. Thực ra đây là tỷ lệ đô la thì đúng hơn, bởi vì phải rất nhiều tiền. Không biết mẫu xe này bán mấy triệu. Có 25 chiếc trên thế giới nha các bạn, nhưng hiện tại đã được đặt hàng hết rồi. Còn bây giờ là mời các bạn ngắm những cái siêu phẩm thương mại, những cái sản phẩm thương mại của Aston Martin có mặt tại gian hàng ở Bangkok Motor Show. Đây là DPS, tất cả được thiết kế rất là đẹp. Rồi. Mình nhớ là khi biết đến thương hiệu Aston Martin là xem một cái bộ phim của 007. Xem bộ phim của 007 là người đàn ông với khẩu súng vàng, rất ấn tượng luôn. Có thể đấy là một phim và mang lại cái sự thành công lớn nhất cho thương hiệu, nhãn hiệu Aston Martin. Tuy nhiên ngay sau đó thì những cuộc chiến về nhiên liệu đã xảy ra, khủng hoảng về nhiên liệu đã xảy ra. Và thời kỳ tăm tối đã đến. Và bây giờ Aston Martin lại quay lại. Vanquish, Rapid, ôi. Nói chung là trong các siêu xe Anh Quốc thì đều đã bán mình hết rồi. Nói chung bán hết rồi. Người thì chạy sang Đức, người chạy sang Mỹ, chạy cả về Trung Quốc, về Trung Đông. Đó. Cái ngôn ngữ thiết kế mới đã mang lại cho Aston Martin. Úi dồi, đẹp quá. DB11 này đẹp quá.
DB11 này hôm vừa rồi ra mắt ở Việt Nam là 10 7 tỷ, loanh quanh 16 tỷ. Wow. Còn Vantage đây mình nhớ không nhầm là cũng sát về 15 tỷ này. Đẹp thật. Đường nét quá dị luôn. Đó, đường nét quá dị, có DBS này rồi, đẹp quá, làm một vòng. Gian hàng rất là đẳng cấp, rất đơn giản, với một van carry được bày ở chính tâm điểm của gian hàng. Bao nhiêu tỷ đây, bao nhiêu tỷ đồng này anh em đếm hộ cái. Không chê vào đâu được về đường nét thiết kế cả, giá thôi, nhưng mà ở phân khúc cao cấp như thế này thì lại phải cạnh tranh với toàn những thương hiệu cũng đẳng cấp, rất chịu chơi, đầy dãy công nghệ đua, rồi là chiều khách hàng cũng căng, nhưng không sao, những siêu phẩm rồi. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn nhé, xin các bạn một sub, thank you.